bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một chiếc váy bằng giấy màu vàng, màu trắng và kết hợp trang trí thêm một số các cái trái tim màu đỏ như thế này nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một chiếc váy cho búp bê bằng giấy nhé. Mình sẽ có 3 màu để làm nên cái chiếc váy này. Đầu tiên là cái phần màu trắng này, mình sẽ sử dụng để làm cái phần chân váy này. Màu vàng này thì mình sẽ sử dụng làm cái phần áo ở bên trên này. Và màu đỏ thì mình sẽ sử dụng để làm cái phần trang trí hình trái tim ở bên trên cái váy của mình nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bút chì này, một cái dao gọc giấy này. Và mình sẽ có một chiếc kéo nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phần để dán, đó là cái súng bắn keo như này nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để làm cái chiếc váy này nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ lấy cho mình cái phần tờ giấy trắng này để các bạn sẽ gập làm cái phần chân váy trước ấy. Đây, thì đối với cái phần chân váy này thì các bạn sẽ sử dụng cái tờ giấy màu trắng này và các bạn sẽ gập đôi nó vào. Mình sẽ lấy một nửa của cái tờ giấy màu trắng này thôi nha các bạn. Tại vì nếu mà mình mà làm một tờ giấy thì nó sẽ bị to quá nhé. Mình sẽ chỉ cần sử dụng nửa tờ thôi. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái phần dao gọc giấy này, các bạn sẽ cắt đôi ra này. Rồi, sau khi cắt đôi xong thì bây giờ mình sẽ đi gập cái phần chân váy này vào. Khi mình gập cái chân váy nhé các bạn, thì mình sẽ gập nó giống như là khi mình gập thủ công một chiếc quạt nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để gập cái phần chân váy này vào. Đầu tiên là các bạn sẽ gập đôi nó lại, gập tất cả các cái phần này. Mình gập đôi nó vào để tạo những cái đường kẻ ngang ở bên trên tờ giấy của mình. Thì mình sẽ khi mình gập nó vào thì nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Đây nha, các bạn sẽ nhìn cái cách mà mình gập nhé. Đây là cái cách mình sẽ gập này. Rồi tiếp theo mình sẽ mở nó ra, gập đôi hai bên này lên. Đây, tiếp theo này, gập bên này lên như thế này. Đây, các bạn vuốt nó xuống như này. Và sau đó các bạn sẽ mở nó ra nhé. Mở nó ra như này, các bạn sẽ thấy là ở bên trên thì mình sẽ có những cái đường kẻ nằm dọc như này đúng không? Bây giờ mình sẽ gập nó lại nhé, để mình tạo thành cái hình cái phần chân váy. Đây, các bạn sẽ gập như này giúp mình này. Gập xuống này. Gập lên này. Rồi, đây sẽ là cái phần mà mình sẽ sử dụng để làm cái phần chân váy nha các bạn. Đây, mình sẽ đi cắt để tạo kiểu cho cái phần chân váy này một chút nhé. Còn nếu không thì khi các bạn để không như này thì nhìn nó sẽ hơi bị đơn điệu nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắt này. Đây, các bạn cầm cái phần này thì các bạn sẽ cầm cho nó bằng nhau giúp mình. Sau đó các bạn cắt ở giữa. Tiếp tục như này, các bạn cắt ở giữa cái phần này đi. Đây, thì khi các bạn cầm trên này thì các bạn sẽ thấy là cái phần chân váy của mình nó sẽ tạo được một cái phần hình giống như là những cái đường hình tam giác ở đây để làm cái phần trang trí rồi. Tiếp theo, cái phần trang trí ở giữa này nhá. Phần trang trí ở giữa này thì mình sẽ cắt thành cái hình như này nha các bạn. Đây, các bạn sẽ nhìn cái cách mà mình cắt này. Mình sẽ cắt nó thành cái hình giống như là cái hình trái tim như này nha. Tiếp tục bên này. Tại vì cái này khi mình gập nhá thì nó không có cái độ bằng nhau cho lắm. Thế nên là khi mà mình cắt như này thì mình không thể gập nó vào và mình cắt một lúc được. Nên là mình sẽ cắt từng đoạn một nhé, để cho nó dễ cắt. Với cả khi nó bị dày quá thì mình cũng khó cắt nha. Tiếp theo cái phần bên này mình cũng sẽ cắt cái phần trên này giống như là hình trái tim như này nhá. Rồi, thì đây sẽ là cái phần mà mình sẽ sử dụng để làm cái phần chân váy cho cái chiếc váy của mình nha các bạn. Sau khi mà đã có được cái phần chân váy này rồi thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần áo ở bên trên nhé các bạn. Mình sẽ làm cái phần chiếc áo ở bên trên này. Mình sẽ cắt cái này ra một chút để nhìn cho nó có cái độ xòe đã nhé. Rồi,
Bước tiếp theo là mình sẽ đi làm cái phần áo ở bên trên. Thì mình sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu vàng này để mình sẽ vẽ cái hình chiếc áo nhé. Và mình sẽ bỏ những cái phần này sang một bên này. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái hình chiếc áo lên trên cái tờ giấy này. Thì cái phần chiếc áo này thì nó cũng phải cân đối với cái phần chân váy ở bên dưới. Tránh trường hợp là các bạn vẽ nó bị to quá hoặc là bị nhỏ quá nhé. Thì bây giờ mình sẽ